ăn không. Hôm nay là ngày hội chợ, ngày chủ nhật, ngày 25 tháng 8 năm 2019 tại trường trung học phổ thông Trấn Biên này. Bên kia là nhà xây cao tầng. Bên kia là tình bạn thắm thiết. Bây giờ thì nắng đã lên, nhiệt độ là khoảng 31 đến 32 độ C. Các bạn thấy chỗ kia không? Đó, chỗ đó chỗ tôi mua mấy móc khóa đây nè. Cái chỗ mà để móc chìa khóa. Khung cảnh thì tuyệt vời biết bao. Đó, bầu trời có một cái máy bay nào đó bay xẹt ngang qua. Khung cảnh thì tuyệt vời. Mặc dù trẻ trâu nhưng vẫn thích chơi đá bóng, chơi ném bóng. Bây giờ thì người thưa hơn rồi nhưng mà bên này là chỗ để quay nhạc và những cái điệu múa gì á. Có thấy có người tí xíu à, bạn nhận ra được thì cũng có hay, nhạc cũng hay mà. Mình giới thiệu chút về cái ngôi trường này. Cái giải A này là giải của trường khối 11, giải sau đó giải khối 10 và giải cuối tịt qua kia là khối 12. Bên này là phòng lab, phòng thí nghiệm cho mấy môn sinh học, hóa học, lý vân vân, toán nữa. Bên này nè, còn khu này là khu hội trường đó. Đây là khu dành cho hiệu trưởng, hiệu phó, lớp trưởng nữa. Đây rõ hơn. Đây là đứng trong cái phòng vô ánh nắng, có ánh nắng nhưng mà có ánh sáng nhưng mà ánh nắng đỡ chói vào. Đó, bạn thấy rõ chưa? Trường này mặc dù vậy thôi chứ vẫn có những chỗ hỏng như thế này. Đây, nước giọt nước rơi xuống từ cái chỗ này rơi xuống.
mình không thể đứng dưới quay được, tại vì người ta sẽ thấy. Nói với mình đứng dưới không quay không được đâu.